Hello, hello, Giảm xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube kể chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin chép được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui, lúc nào cũng yêu đời và lạc quan cho cuộc sống nha quý vị. Ngày hôm nay em xin phép được gửi đến cho quý vị một câu chuyện độc lạ nói về một người đàn bà không có chồng và con chó bét rê. Thì chắc hẳn rằng quý vị chưa bao giờ nghe nói về cái đêm đầu tiên. Ta nói muốn gớt nước mắt luôn quý vị. Câu chuyện này là câu chuyện có thật của nhỏ em, nhỏ bạn của em chứ không phải nhỏ em quý vị, nhỏ bạn của em. Và em đã áp dụng cái câu chuyện này lên bản thân em thử luôn, coi thử làm sao ai dè gớt nước mắt. Mến mời quý vị cùng thưởng thức cái câu chuyện này nha. Một cái câu chuyện lạ mà không phải ai cũng dám kể. Em biết chắc rằng trên thế giới này á đã có nhiều người thử rồi, làm rồi, nhưng mà người ta không bao giờ dám nói ra. Nói ra người ta cười, nói ra người ta dị nghị, cho nên người ta giấu luôn ở trong lòng. Nhưng em thì sao? Em thì đã dán nhiều lớp kem chống nhuột trên mặt rồi, cho nên là em không còn mắc cỡ nữa. Và em thoải mái em nói cái vấn đề này ra. Thì ai thích thì có thể xem, like, ủng hộ em. Còn nếu không thì cứ bỏ qua clip của em. Thì em xin phép được kể câu chuyện có nội dung như sau. Thử gần sao, mến mời quý vị cùng thưởng thức nha. Thì thú thật quý vị là em có một con nhỏ bạn thân. Nhỏ này á, chơi cũng thân với em lắm. Thì sau khi mà định cư sang bên Bỉ này á, thấy không? Thì nhỏ bạn của em á, nó liên lạc với em. Nó nói tao ly dị chồng rồi. Trời ơi, mình cũng ly dị chồng, hai đứa cũng tâm sự. Trời ơi, lắm giống như là một cái nỗi buồn mà có sự trùng hợp với quý vị. Hai đứa hợp ý nhau lắm, ly dị cũng giống nhau luôn. Rồi nhỏ nó mới nói chứ tao buồn quá, tao mới mua con chó về tao nuôi, mà tao mua con bét rê. Mày biết bét rê không? Bét rê là con giống chó mà cảnh khuyến, giống chó bảo vệ, bảo hộ bên Mỹ đó quý vị. Cái Ngọc mới nói con chó đó nó khôn lắm á. Trời ơi, mày mua về nó coi nhà mày là quá đã, quá xuất sắc, không có thằng ăn trộm này giống vô nhà mày vậy đó. Vô là ở đâu qua bước qua sát con chó đi rồi hãy vô nhà. Trời ơi, con chó nó dữ lắm, bảo vệ chủ nhân dữ. Cái nó nói ừ tao biết rồi, nhưng mà tao muốn gọi điện thoại để nói cho mày cái chuyện, không phải là mua con chó không, tao muốn kể cho mày cái chuyện này nó cá nhân dữ lắm luôn, mà tao mắc cỡ tao không dám nói. Giờ tao nói mày đừng cười tao nghe. Cái Ngọc mới nói trời, nhỏ này bữa nay mày đặt nó bóp mở mở nữa thì mày cứ nói đi, tao với mày bạn bè thân thiết mà có chuyện gì mà không có tâm sự với nhau đâu, cái chuyện mày với con chó có gì đâu, cứ kể tao nghe đi, chuyện đầu đuôi ra sao tao nói cho mày á, mày đừng nói ai không. Thì Ngọc mới nói là ừ tao không có nói ai đâu. Đó, em đâu có nói tên đâu quý vị. Đó, em giấu tên nhỏ này nha quý vị. Trời đất ơi, em nói với nó tao hứa tao không có nói ai đâu. Đó, mày yên tâm đi. Nó nói em nghe là nó mua con chó bét rê lúc nó 6 tháng tuổi về nó nuôi. Mà con chó này nó cũng khôn lắm. Thì nó nuôi đến khi nó 2 tuổi. Thì con chó này á, lúc mà trong lúc mà nó đang như nhỏ này nè, nó ngủ quên. Bữa đó nó uống say trong cái lần sinh nhật bạn nó về á, quên, nó quên đóng phần, nó đóng cửa phòng. Thì con chó bẹp rê nè, nó đi vô phòng rồi không biết nó làm cái gì nữa. Ta nói sáng nhỏ này ngủ dậy thấy ta nói mình mùng chiếu gói ướt hết trơn luôn. Thì nó nói với Ngọc, mà Ngọc nổi da gà, còn nó chọn cái gì mà té nước luôn hả, gì mà làm té nước ghê vậy. Nó nói trời ơi chứ sao, trời ơi tao phải nói con chó này, tao nói thiệt chứ mày quá trời quá đất rồi, nó dám vô phòng tao. Trời ơi, nó vô nó làm cái gì mà mày cũng biết luôn. Tao đâu có biết đâu. Thì sáng tao thấy té nước, tao nói mình mùng chưa có ướt hết trơn, thì tao nói giờ mày biết gì đó, mày đoán thử nó làm cái gì. Trời ơi, ông cố nội tao cũng không đoán được nữa. Nhưng mà tao thấy cái chuyện này nó cũng thú vị rồi nha. Thú vị bà nội tao đó. Tao sợ gần chết luôn chứ thú vị cái gì. Cái nhỏ bạn nó mới nói chứ mày muốn thử không? Thử gì? Thì mày thử coi có phải té nước không á. Nhưng mà thử bằng cách nào? Không lẽ mày đem con chó của mày về cho tao nuôi? Đâu có được, con chó tao nó chỉ biết một người chủ thôi, duy nhất thôi. Cái dòng bẹt rê này nó không có thích hai ba người chủ, cho nên là nó không có chịu mày đâu. Bây giờ tao có cái gợi ý vậy, mày thấy được thì mày làm theo nghe không. Mày đi mua một con chó bẹt rê đi đó, mày về mày nuôi đi, rồi mày sẽ thấy cái điều kỳ diệu nó xảy ra. Cái mình mới nghĩ chứ mày nói tào lao, chó nào như chó đó thôi, có gì kỳ diệu gì. Nhưng mà cái chuyện té nước này nó không bình thường. Thì mình cũng thấy lạ, mà cái tánh mình đó giờ hiếu kỳ nữa. Đâu mình thử, mình mua về thử coi, mình nuôi nó thử coi.
nếu không được cái gì thì cũng đâu có sao, đâu mất mát gì đâu. Mình có con chó nó giữ nhà giùm mình, nó coi nhà nó làm bạn với mấy đứa nhỏ, cũng đâu có được cũng được rồi nha, phải có lý á. Với mình cũng không có chồng nữa, thì ở nhà mà có mấy mẹ con ở nhà cũng nguy hiểm, nếu mà thằng ăn trộm nó vô nhiều khi nó không cướp tiền cướp bạc, mình có con mẹ gì đâu mà cướp, có nhan sắc rồi nó vô nó cướp sắc của mình, mà nó gặp con bẹt rê của mình là nó tới số luôn. Thành thử ra là mình nói trong bụng mình chứ thôi, mình cứ thử đi, có gì đâu mà sợ, thấy không? Cuộc đời mà, mình cứ thử coi. Cuộc đời mình sống tới mấy chục tuổi mình chưa biết cái chuyện té nước này. Thế là em mới lấy tiền em đi mua con chó quý vị. Trời, con chó đây đã bán đâu có rẻ đâu. Tưởng con chó mấy trăm đồng đâu có, con chó 2000 euro. Trời ơi, con chó mắc gần chết luôn. Nhưng mà cũng hiếu kỳ, muốn biết, muốn thử. Thế là cũng gắng bấm bụng mua về nhịn đói, hai mấy mẹ con ăn nước mắm không. Trời ơi, mua con chó về xong nuôi nó có 6 tháng, nuôi cái từ từ cái được 2 tuổi. 2 tuổi thì mình cũng nghĩ là đã đến lúc, thời điểm chín mùi đã đến rồi. Nhưng mà cũng còn e dè, không có dám thử. Cái chiều hôm đó cái mình cũng như lấy can đảm bằng cách mua mấy chai rượu soju Hàn Quốc đó quý vị. Uống, rượu đó cũng 13% độ cồn. Uống cái cũng xỉn xỉn rồi. Cái bắt đầu cái ngủ quên. Trời ơi, ngủ quên hồi nào đâu có hay. Mà em cố ý, em không có đóng cửa. Không đóng cửa thử cái đêm đầu tiên đó là mình thử coi có phải như những gì con nhỏ này nói không. Nhiều khi con nhỏ này nó nói xạo với mình nè. Mà nó nói xạo thì mình cũng không có mất cái gì hết á. Mình có con chó, ok, trong nhà nó có thể giữ nhà cho mình, nó coi nhà giùm mình, nó bảo vệ tài sản, bảo vệ tính mạng cho mình. Thì á, điều đó là đương nhiên, đâu có sao đâu. Ở thành thử ra là mình cũng muốn biết té nước có thiệt hay không. Thì trời ơi trời, đêm ngủ sáng ngày, trời ơi, nhỏ bạn em nó gọi điện thoại em quý vị. Trời, nó gọi đúng lúc ghê, nó canh vừa, coi như là vừa ngủ dậy nó gọi điện thoại liền. Nó hỏi, ê, con chó mày nay nào nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, mày gọi tao sáng sớm tao mới mở mắt ra, con chó tao nay 2 tuổi rồi. Ôi vậy hả, vậy em có thử chưa? Trời ơi, người có té nước không? Trời, mày có duyên quá trời luôn à, con gái gì bữa gì? Chồng mày bỏ mày là đúng rồi, trời vô duyên quá à. Mày hỏi gì mày hỏi trắng trợn vậy? Ủa mà mày có thử chưa? Mình mới nói chứ trời ơi, nói thiệt với mày ha, tao mới ngủ dậy tao nhận được cái cuộc gọi của mày, tao tưởng mày hỏi tao khỏe không hay gì. Mày hỏi thiệt tao muốn rớt nước mắt luôn. Bà nội cha nó nữa, con chó bẹt rê của mày á, nó làm mày té nước lợt á. Còn con chó của tao nó làm tao mấy rớt mấy cục mứt cái luôn đây này, rớt mấy cục cứt cái luôn đây này. Kệ em rớt mắt quý vị. Trời ơi, một cái câu chuyện nói về con chó bẹt rê với lại một người đàn bà không có chồng. Chỉ có vậy thôi mà biết bao con người tò mò, biết bao nhiêu con người muốn vô nghe em kể. Những cái câu chuyện của em nó chỉ mang tính chất kể chuyện tiếu lâm, xàm cho vui thôi, chứ không có gì tầm bậy tầm bạ. Mà quý vị cứ vô comment nói như đúng rồi vậy đó. Khổ ghê vậy đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và chúc quý vị nhiều sức khỏe nha. Xin chào.